Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, Washington với Maidan thực tế là đang dùng chính Ukraine tiêu diệt nước Nga. Vấn đề châu Âu với các đồng minh là tổn thất phụ trội. Trong tình huống mẻo tấn công hạt nhân, đương nhiên diệt vong sẽ là Nga, Ukraine, châu Âu. Việc còn lại là đội Capitol sẽ thu dọn chiến trường và thống trị thế giới. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Tiêu Chuẩn Kép, bài viết của Thái Trịnh Minh. Thật ngạc nhiên khi đọc những phản ứng của mạng xã hội tiếng Việt, có rất nhiều người, nếu xét trên tuổi tác, chức danh, nghề nghiệp và nhận thức, thì không thể có những phản bác chỉ trích miệt thị cực đoan về Điện Kremlin cũng như phản ứng của Nga hiện nay. Tất cả chúng ta đều nhớ rất rõ cuốn Cuộc Chiến Tranh Bắt Buộc mà Việt Nam phải thực hiện để tiêu diệt Khmer Đỏ. Tất cả nhân dân Việt Nam đều khẳng định thế giới nợ Việt Nam một lời xin lỗi, khi gần như toàn thể Liên Hợp Quốc bỏ qua những yêu cầu của Việt Nam, bỏ qua những chứng cứ đẫm máu của nhiều nghìn nạn nhân trên vùng biên giới, bỏ qua thảm sát, diệt chủng để cấm vận Việt Nam. Tại sao lại dễ quên như vậy? Quay trở lại vấn đề Ukraine, rõ ràng tình huống trở nên càng ngày càng nghiêm trọng sau Maidan. Phương Tây khiến một số lượng không nhỏ người Việt cáo buộc Nga xâm lược trong vấn đề Crimea. Nhưng những hành động của tiểu đoàn Azov, Gaida không hứa hẹn điều gì tốt đẹp hơn là nông trại của Pol Pot hoặc thảm sát của IS ở Syria đối với người Nga. Chính những cảnh ấy đã diễn ra ở vùng Donbass trong hơn 8 năm, hết lực lượng trừng phạt lại đến lực lượng hỗn hợp đặc nhiệm Ukraine. Giả thiết rằng Nga không tiến hành cuộc chiến phi quân sự và phi phát xít mới ở Ukraine với số lượng vũ khí và các cố vấn phương Tây từ Mỹ, Anh, chuyên gia quân sự Thổ Nhĩ Kỳ, các hoạt động quân sự ngày càng tăng cường, sẽ đến lúc Ukraine có đủ lực lượng để tiến hành một cuộc trừng phạt ở Donbass, bao nhiêu trăm nghìn người Nga sẽ chết, và đó mới chỉ là khởi đầu. Việc Ukraine gia nhập NATO là điều chắc chắn. Khi Ukraine gia nhập NATO, đương nhiên sẽ cáo buộc xâm lược và tiến hành cuộc chiến tranh ở Crimea. Cuộc chiến sẽ vô cùng ác liệt, buộc Nga phải sử dụng lực lượng lớn hơn để ngăn chặn. Tất nhiên là NATO sẽ công khai tham chiến với nhiều cấp độ khác nhau. Điều đó buộc Nga phải sử dụng vũ khí răn đe hạt nhân và NATO, Mỹ cũng vậy. Thế giới sẽ kết thúc đẹp đẽ. Cũng giả thiết rằng NATO không động binh mà chỉ cung cấp vũ khí, điều mà chúng ta đã thấy trong thời gian gần đây. Điều đó có thể khiến Nga chỉ sử dụng vũ khí chiến thuật nhưng phải dưới cường độ mạnh hơn gấp nhiều lần. Vậy số người chết sẽ là bao nhiêu triệu người? Chắc những người Việt ủng hộ Zelensky không tính hoặc họ cũng không cần tính vì đó là máu người Ukraine hoặc người Nga, không phải là người Anglo-Saxon thượng đẳng mà họ tôn thờ. Một tình huống tồi tệ không kém đó là chính Tổng thống Zelensky tuyên bố có thể phát triển vũ khí hạt nhân trong tình huống không gia nhập NATO. Tất nhiên, đây không phải là câu nói đùa. Ukraine vốn là cường quốc hạt nhân, vũ khí bị phá hủy nhưng công nghệ vẫn còn đấy và được bán khắp thế giới. Để phát triển một số đầu đạn, dù là hiệu suất thấp, cũng khá dễ dàng với sự hỗ trợ của phương Tây, chắc khoảng 3 năm hoặc ngắn hơn. Sau đó thì sao? Kiev sẽ dùng nó để tấn công Crimea với tính cách của tân đế chế. Tất nhiên, Nga buộc phải đáp lại tương ứng để tiêu diệt lực lượng Ukraine. Sẽ cần bao nhiêu đầu đạn để quân đội Kiev hoàn toàn bị vô hiệu hóa? Vậy lúc đó người dân Ukraine sẽ ra sao dưới phóng xạ hạt nhân? Châu Âu, các quốc gia Baltic sẽ ra sao? Số lượng người chết sẽ là bao nhiêu triệu? Dường như vài chục nghìn nạn nhân Việt Nam của Khmer Đỏ, hơn 2 triệu người dân Campuchia bị thảm sát, hàng chục nghìn liệt sĩ, hàng trăm nghìn thương binh chưa làm các nhà yêu hòa bình Việt Nam vừa lòng. Họ muốn nhìn thấy một đám mây hình nấm và mặt đất màu đen phóng xạ. Washington với Maidan thực tế là đang dùng chính Ukraine để tiêu diệt nước Nga. Vấn đề châu Âu với các đồng minh đã tổn thất phụ trội. Trong tình huống mẻo không tấn công hạt nhân, đương nhiên diệt vong sẽ là Nga, Ukraine, châu Âu. Việc còn lại là đội Capitol sẽ thu dọn chiến trường và thống trị thế giới. Đó là tiêu chuẩn kép mà các nhà yêu hòa bình Việt Nam đang hô hào. Hay người Nga là vi xô cẩu, còn người Ukraine là thượng đẳng vì họ gần EU. Với tư duy tiêu chuẩn kép này, các nhà yêu hòa bình của chúng ta rất gần với tên bằng tay ấm, kẻ đã sử dụng UAV giết vô số người Afghanistan.
Vì có gen nô lệ nên các nhà yêu hòa bình không gọi ông ta là tội phạm chiến tranh, là phát xít, phải không các ngài?